Máy làm mát Iruka lọc sạch không khí qua hai lớp lọc khí, một lớp màng lọc bụi và một lớp màng lọc nước. Từ đó chúng ta sẽ có ngay không khí mát lạnh và trong lành. Chiếc máy làm mát Iruka với công suất 95W tiết kiệm điện năng với 3 chế độ gió mạnh, trung bình và chế độ gió nhẹ, lọc bụi, khử mùi trong không khí, mang lại cảm giác mát lành, thoải mái và trong lành. Máy làm mát của thương hiệu Iruka, ngăn chứa nước lên đến 6 lít, 4 bánh xe di chuyển dễ dàng, kiểu dáng nhỏ gọn và sang trọng. Bên trong chính gia đình của mình sẽ có rất là nhiều đối tượng và thành viên khác nhau, như cả những người lớn tuổi, ông bà, bố mẹ hay là trẻ em nhỏ đôi khi không nằm được máy điều hòa quá lâu. Và chúng ta đang quan tâm tìm kiếm những dòng sản phẩm làm mát không khí. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đến từ thương hiệu Iruka, là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping. Một chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka với thiết kế màu trắng và hệ thống bánh xe để dễ dàng di chuyển ở nhiều không gian khác nhau. Từ phòng khách chúng ta cũng có thể di chuyển qua không gian bếp và từ đó người nội trợ sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chế biến những món ăn. Và trong khi thời tiết nóng bức và khó chịu, chúng ta muốn làm lạnh nhanh thì đã đi kèm với hai viên đá treo và cho vào bên trong hộp chứa nước, dung tích là 6 lít, sử dụng thời gian lâu dài, quý vị và các bạn nha, làm mát không khí bằng hơi nước tự nhiên. Và từ đó chúng ta sẽ có ngay một không gian bếp thoải mái, mát mẻ và vô cùng dễ chịu với chiếc máy làm mát đến từ thương hiệu Iruka. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là đặt để bên trong không gian phòng ngủ hay là cả phòng khách, phòng làm việc của mình như thế này, cùng với 3 cấp độ gió khác nhau, cấp độ gió mạnh, nhẹ, trung bình với chế độ xoay, để giúp cho chúng ta sẽ có được một chiếc máy làm mát và tỏa cái góc phòng rất là rộng với cái luồng gió mát mẻ như thế này. Và từ đó chúng ta cũng đem lại một không gian phòng ngủ và phòng làm việc cực kỳ thoải mái và dễ chịu cho nhiều thành viên bên trong chính gia đình của mình. Một mức giá mà chúng tôi đã áp dụng trong chương trình này, mức giá chính hãng là 2.490.000 đồng, hôm nay được tiết kiệm 1.000.000 đồng và chỉ còn 1.490.000 đồng mà thôi. Bảo hành 12 tháng. Hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn, giao hàng tận nơi, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Mến, việc lựa chọn cho chúng ta một giải pháp làm thế nào để có thể mang lại cái cảm giác mát lạnh trong những ngày nắng nóng là điều rất là quan trọng. Và ngày hôm nay, ngoài những chiếc máy lạnh thông thường, ngoài những chiếc quạt gió thông thường, thì chúng tôi mang đến cho quý vị thêm một giải pháp nữa, đó chính là máy làm mát không khí. Một chiếc máy làm mát không khí thì sẽ mang lại cho chúng ta một cái chi phí đầu tư không quá cao. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một chi phí đầu tư thấp thôi thì quý vị cũng có thể sở hữu ngay. Bên cạnh đó là tiết kiệm điện rất là nhiều trong quá trình chúng ta sử dụng, và đặc biệt là không khí mang lại trong gia đình của mình sẽ là luồng không khí sạch, mang lại cảm giác rất là thoải mái. Đặc biệt hơn là với chiếc máy làm mát không khí ngày hôm nay, thiết kế có bánh xe cho nên là chúng ta có thể di chuyển và sử dụng được trong rất nhiều không gian đóng mở khác nhau. Và đặc biệt hơn là làm lạnh rất tự nhiên bằng hơi nước, mang lại một cảm giác vô cùng là thoải mái trong quá trình sử dụng ở trong gia đình của mình ạ. Còn ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng với Minh Trí quan sát và cũng như tìm hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka. Đây là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping với nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Và hôm nay lại là một dòng sản phẩm để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một giải pháp làm giảm đi nhiệt độ bên trong chính không gian sống, không gian phòng gia đình của mình, đến từ thương hiệu Iruka, quý vị và các bạn nha. Với khói bụi, ô nhiễm, những cái mùi thức ăn hay là cả khói thuốc lá từ ban đầu sẽ đi qua một cái lớp màng lọc đầu tiên để chúng ta có thể giảm bớt được những cái nấm mốc nè, bụi nè, hay là chúng ta cảm thấy là không khí nóng, mùi thuốc lá, khói bụi sẽ đi qua thêm một cái lớp màng lọc thứ hai bằng gỗ sồi như thế này, để giúp cho quý vị và các bạn khi mà chúng ta chọn lựa với chế độ là làm mát thì cái nguồn nước sẽ được bơm lên và làm ướt đi cái lớp gỗ sồi đó để cho ra cái luồng không khí mát lạnh. Và cuối cùng khi mà đã trở thành những cái luồng không khí mát và dễ chịu đi ra khỏi chiếc máy làm mát không khí của thương hiệu Iruka thì chúng ta sẽ cảm nhận được là sự dễ chịu, thoải mái hơn. Và từ đó thì một số đối tượng như là những người lớn tuổi, như là ông bà, bố mẹ hay là cả trẻ em nhỏ trong gia đình của mình thì không nằm được máy điều hòa quá lâu, thì chúng ta đang tìm kiếm một giải pháp khác đến từ máy làm mát không khí và chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn đến từ thương hiệu Iruka. Và cách thức sử dụng thì cũng đơn giản, Phương Thảo ha. Đúng rồi ạ. Như quý vị có thể thấy là chiếc máy của chúng ta được thiết kế rất là đẹp mắt với sự gọn gàng và bên ngoài thì được bọc nhựa rất là chắc chắn. Những luồng không khí mát thì sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác vô cùng là thoải mái trong gia đình của mình. Bởi vì là tin chắc là quý vị cũng sẽ đồng ý với Phương Thảo cũng như là Minh Trí sẽ đồng ý với Phương Thảo rằng là ở Việt Nam của mình là thời tiết nhiệt độ nóng ẩm cho nên là rất là khó chịu, đặc biệt vào trong những cái ngày nắng nóng. Những mùa nắng nóng như thế này, khi mà đi ra ngoài đường nè, tiếp xúc với khói bụi nè, với thời tiết oi bức thì sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là khó chịu. Không chỉ là khó chịu về chính cái nhiệt độ trên cơ thể của mình mà còn cái khó chịu ở bên trong mình nữa. Đôi khi chính những cái nhiệt độ này nó sẽ tác động đến tâm trí của mình và làm cho mình không có thể nào mà tập trung vào trong công việc được. Mà ngày hôm nay thì với chiếc máy làm mát không khí
từ thương hiệu Iruka thì quý vị có thể yên tâm là việc sử dụng vô cùng là dễ dàng, đầu tư chi phí thấp và chúng ta có thể làm mát được cái không khí ở trong gia đình của mình, mang lại cảm giác vô cùng là thoải mái và dễ chịu. Như quý vị có thể quan sát cùng với chúng tôi, chiếc máy của chúng ta thì được thiết kế rất là gọn gàng, bên ngoài bọc nhựa màu trắng rất là chắc chắn như thế này. Và khi mà chúng ta sử dụng thì quý vị có thể quan sát cùng với chúng tôi ở đây thì phần sử dụng vô cùng là dễ. Khi mà chúng ta có một cái công tắc vặn xoay như thế này, chúng ta từ tắt cho đến là nhiệt độ thấp, luồng xoay gió chậm cho đến là trung bình và đến cao. Đặc biệt hơn là quý vị có thể thấy ở đây, quan sát với chúng tôi là chúng ta có hai nút, nút cool như thế này, tức là chúng ta sẽ có thể lựa chọn là hoặc là mình chỉ sử dụng chế độ gió thôi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng chế độ làm mát với luồng không khí mát tỏa ra từ hơi nước ở bên trong chiếc máy của mình. Và quý vị cũng có thể thấy là những cái cánh quạt gió của mình thiết kế song song như thế này thì sẽ mang lại được một cái cảm giác rằng là cái luồng không khí mát nó sẽ đi lan tỏa khắp trong cái phòng của mình. Và đặc biệt hơn là chúng ta có chế độ xoay quý vị nha. Nếu như mà chúng ta bấm tắt thì nó sẽ đứng yên một chỗ, và nếu như mà chúng ta bật mở lên thì cái phần cánh quạt này nó sẽ xoay qua xoay lại và mang cái luồng không khí mát đó tỏa ra rộng khắp ở trong gian phòng của mình. Và tiếp tục chúng ta sẽ quan sát chiếc máy của chúng ta thì quý vị cũng sẽ có thể thấy được rằng là chiếc máy của mình thì được làm mát bằng hơi nước, cho nên là ở đây thì sẽ có một cái mức mà chúng ta nhìn và quan sát thấy là lượng nước ở bên trong chiếc máy của mình nó ở mức độ nào để chúng ta có thể quan sát và điều chỉnh thật là phù hợp khi mà mình sử dụng. Đặc biệt hơn là chiếc máy của mình thì thiết kế có phần 4 bánh xe như thế này, quý vị có thể dễ dàng là chúng ta xoay chuyển và di chuyển ở trong tất cả các cái không gian ở trong gia đình của mình. Như vậy là vô cùng là chúng ta dễ dàng khi mà sử dụng, đúng không Minh Trí? Chúng ta sẽ dễ dàng điều khiển, chọn lựa tùy cái cấp độ gió mạnh nhẹ và trung bình khác nhau, cùng với cái chế độ làm mát và cũng như là cái chế độ xoay, để cái luồng gió đó nó sẽ tỏa ra một góc rất là rộng ở bên trong chính không gian phòng gia đình của mình. Có thể là phòng ngủ, phòng khách hay là phòng làm việc ở trong cơ quan chẳng hạn, rất là tiện lợi với cái hệ thống bánh xe để dễ dàng di chuyển. Đó chính là ở mặt trước của máy làm mát không khí của thương hiệu Iruka. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quan sát ở cái phần mặt sau của chiếc máy này quý vị và các bạn nha. Như lúc nãy Minh Trí đã nói về cơ chế hoạt động thì tất cả những cái không khí nóng, khói bụi, khói thuốc lá và là mùi thức ăn thì có thể là đi qua nhiều cái lớp lọc khác nhau. Đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể quan sát là chúng ta sẽ có cái lớp màng nhựa lọc đầu tiên để ngăn cản bớt lại những cái khói bụi ở bên ngoài đi di chuyển qua cái lớp lọc đó, để mà mình có thể là an tâm đi qua một cái màng lọc đầu tiên như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ đến với một cái lớp màng lọc bằng gỗ sồi. Ở đây thì Minh Trí đang chọn cái chế độ đó chính là làm mát, khi cái gỗ sồi này sẽ được nước ở bên dưới bơm lên trên và làm ướt đi cái tấm gỗ sồi này để giữ lại thêm những cái bụi li ti ở bên trong được thấm vào lớp gỗ sồi, và từ đó tận dụng cái nguồn hơi nước đó để mình có thể làm mát cái nhiệt độ trong không gian phòng gia đình của mình. Và ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái hộc chứa nước rất là rộng rãi quý vị và các bạn nha, dung tích là 6 lít. Với cái hộc này thì để với một cái chế độ làm mở để giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta sử dụng hết trong một thời gian rất là lâu dài thì mình cũng có thể là tiện lợi vệ sinh hơn, và cũng như là mình quan sát được là trong suốt quá trình mình sử dụng mình cũng có thể là châm nước vào thêm quý vị và các bạn nha. Ở đây thì Minh Trí có thể sử dụng thêm một cái bình nước như thế này, đôi khi sử dụng trong thời gian dài thì mình có thể là tiếp tục châm nước vào ở bên trong hộc chứa nước dung tích rộng rãi là 6 lít để mình có thể sử dụng trong thời gian rất là lâu dài quý vị và các bạn nha. Và đôi khi là trong những cái ngày mà nhiệt độ nó quá nóng thì mình muốn làm lạnh nhanh hơn thì chúng ta đi kèm với sản phẩm chính luôn luôn có những cái viên đá treo, và viên đá treo này mình có thể để bên trong ngăn đá tủ lạnh, từ đó sẽ đông cứng lại và làm lạnh hơn. Mình cho vào bên trong hộc chứa nước như thế này thì từ đó cái nguồn nước ở bên trong sẽ trở thành cái nguồn nước lạnh, và từ đó chúng ta sẽ cho ra cái hơi lạnh, nó lạnh giống như là máy điều hòa và cái nhiệt độ nó cũng rất là dễ chịu quý vị và các bạn nha. Cho nên từ đó các bé nhỏ trong gia đình của mình hay là cả ông bà lớn tuổi thì cũng có thể thoải mái có thể cảm nhận được là cái nguồn không khí lạnh đó nó rất là dễ chịu Phương Thảo ha. Như vậy là chiếc máy làm mát không khí của chúng ta có hai lớp lọc quý vị ha, một lớp lọc bụi bẩn cùng với là một lớp làm mát không khí của mình nữa, cho nên là mang lại không chỉ là một cái cảm giác mát mẻ trong lành ở trong gia đình của mình, mà bên cạnh đó thì sẽ còn mang lại một luồng không khí sạch giúp chúng ta có thể yên tâm thoải mái. Đặc biệt là những ai mà chúng ta bị mắc bệnh hô hấp chẳng hạn thì mình rất là lo lắng và sợ hãi nếu như mà trong cái luồng không khí mà mình hít thở mỗi ngày á, nó sẽ có những cái phần không khí bụi bẩn thì sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mình. Thì ngày hôm nay với chiếc máy làm mát không khí của chúng ta thì quý vị có thể yên tâm và sử dụng. Đặc biệt hơn là với chiếc máy này thì quý vị có thể quan sát cùng với chúng tôi một so sánh nhỏ về việc là chúng ta sử dụng như thế nào. Khi mà mình sử dụng điện thì với một chiếc máy lạnh một ngựa thì chúng ta sẽ sử dụng công suất tương đương khoảng là 750W. Tuy nhiên là với một chiếc máy làm mát đến từ thương hiệu Iruka ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu với quý vị thì điện năng sử dụng chỉ ở là 95W thôi.
thôi. Như vậy là chúng ta có thể thấy là trong 1 giờ sử dụng, chúng ta có thể tiết kiệm lên đến là 7 lần cái nguồn điện năng. Như vậy là không chỉ là chúng ta có một cái sự đầu tư chi phí thấp, mà bên cạnh đó là trong quá trình sử dụng thì cái chi phí mà chúng ta sử dụng cũng rất là thấp. Quý vị có thể yên tâm là chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều luôn thưa quý vị. Và đặc biệt hơn là trong chương trình ngày hôm nay, khi mà mua sắm với VTV Hyundai Home Shopping thì quý vị không chỉ là tiết kiệm sử dụng mà chúng ta còn tiết kiệm mua sắm và đầu tư nữa. Mức giá chính hãng của chiếc máy của chúng ta là 2.490.000 đồng. Ngày hôm nay sẽ giảm ngay 1.000.000 đồng dành cho quý vị. Quý vị sẽ sở hữu chỉ với mức giá là 1.490.000 đồng mà thôi ạ. Như vậy là quý vị và các bạn sẽ được giảm ngay 1.000.000 đồng, tiết kiệm 1.000.000 đồng so với mức giá chính hãng chỉ còn 1.490.000 đồng, được bảo hành trong vòng 12 tháng với chiếc máy làm mát của thương hiệu Iduka, một thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với nhiều người tiêu dùng và đặc biệt là khách hàng của VTB Now Shopping. Trước kia chúng ta cũng có sở hữu ngay những cái máy xay thịt nè, hay là máy xay sinh tố của thương hiệu Iduka, thì bây giờ sẽ là một chiếc máy làm mát không khí của thương hiệu Iduka và mang đến cho quý vị và các bạn với một cái sắc trắng rất là sạch sẽ, sang trọng và rất là gọn nhẹ để mình dễ dàng di chuyển ở nhiều không gian khác nhau và phù hợp cho nhiều không gian sống bên trong chính gia đình của quý vị và các bạn, làm giảm đi nhiệt độ nóng bức bên trong chính không gian sống gia đình của mình, công suất hoạt động để cho ra những cái luồng không khí mát lạnh, làm lạnh nhanh với hai viên đá treo đi kèm và dung tích hộp chứa nước là 6 lít cùng với hệ thống bánh xe, dễ dàng di chuyển ở nhiều không gian khác nhau quý vị và các bạn nha. Còn bây giờ là thời điểm để quý vị và các bạn có thể quyết định nhanh chóng và đặt hàng với ba cách quen thuộc. Vâng ạ, sau khi mà quý vị đã quyết định là chúng ta sẽ sở hữu chiếc máy này đây thì quý vị có thể gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình TV nhà quý vị, hoặc là bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là tải ứng dụng VTV Hyundai về chiếc điện thoại của mình. Sau đó thì chúng ta chỉ cần chạm nhẹ và có được chiếc máy ngay tại gia đình của mình. Chúng tôi sẽ giao hàng hoàn toàn là miễn phí trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Vậy nên là quý vị hãy nhanh chóng cùng với chúng tôi đặt hàng trong chương trình ngày hôm nay. Chỉ trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có mức giá cực kỳ ưu đãi, đó là 1.490.000 đồng, giảm ngay 1.000.000 đồng so với mức giá chính hãng ạ. Quý vị và các bạn có thể gọi điện vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc là tham khảo lại sản phẩm trên tại website bán hàng trực tuyến là vtvhyundai.vn, chọn lựa ngay với máy làm mát của thương hiệu Iduka, bảo hành 12 tháng, hệ thống bánh xe dễ dàng di chuyển cũng như có chế độ làm lạnh nhanh với hai viên đá treo đi kèm quý vị và các bạn nha. VTV Now Shopping sẽ giao hàng tận nhà cho quý vị và các bạn và miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Bên trong chính gia đình của mình sẽ có rất là nhiều đối tượng và thành viên khác nhau, như cả những người lớn tuổi, ông bà, bố mẹ hay là trẻ em nhỏ đôi khi không nằm được máy điều hòa quá lâu và chúng ta đang quan tâm tìm kiếm những dòng sản phẩm làm mát không khí. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn đến từ thương hiệu Iduka, là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc trên kênh mua sắm VTV Hyundai Shopping. Một chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iduka với thiết kế màu trắng và hệ thống bánh xe để dễ dàng di chuyển ở nhiều không gian khác nhau. Từ phòng khách chúng ta cũng có thể di chuyển qua không gian bếp và từ đó người nội trợ sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chế biến những món ăn. Và trong khi thời tiết nóng bức và khó chịu, chúng ta muốn làm lạnh nhanh thì đã đi kèm với hai viên đá treo và cho vào bên trong hộp chứa nước, dung tích là 6 lít, sử dụng thời gian lâu dài quý vị và các bạn nha, làm mát không khí bằng hơi nước tự nhiên và từ đó chúng ta sẽ có ngay một không gian bếp thoải mái, mát mẻ và vô cùng dễ chịu với chiếc máy làm mát đến từ thương hiệu Iduka. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là đặt để bên trong không gian phòng ngủ hay là cả phòng khách, phòng làm việc của mình như thế này, cùng với ba cấp độ gió khác nhau, cấp độ gió mạnh, nhẹ, trung bình với chế độ xoay để giúp cho chúng ta sẽ có được một chiếc máy làm mát và tỏa cái góc phòng rất là rộng với cái luồng gió mát mẻ như thế này, và từ đó chúng ta cũng đem lại một không gian phòng ngủ và phòng làm việc cực kỳ thoải mái và dễ chịu cho nhiều thành viên bên trong chính gia đình của mình. Một mức giá mà chúng tôi đã áp dụng trong chương trình này, mức giá chính hãng là 2.490.000 đồng, hôm nay được tiết kiệm 1.000.000 đồng và chỉ còn 1.490.000 đồng mà thôi, bảo hành 12 tháng. Hãy nhanh chóng đặt hàng bằng cách gọi điện vào số tổng đài để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn, giao hàng tận nơi, miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Máy làm mát Iduka lọc sạch không khí qua hai lớp lọc khí, một lớp màng lọc bụi và một lớp màng lọc nước, từ đó chúng ta sẽ có ngay không khí mát lạnh và trong lành. Máy làm mát Iduka với công suất hoạt động 95W sẽ tiết kiệm điện năng cho gia đình của bạn với 3 chế độ gió, chế độ mạnh, chế độ trung bình và chế độ gió nhẹ, lọc bụi, khử mùi trong không khí, mang lại cảm giác mát lạnh, thoải mái và trong lành. Sản phẩm máy làm mát của thương hiệu Iduka ngăn chứa nước lên đến 6 lít, 4 bánh xe di chuyển dễ dàng, kiểu dáng nhỏ gọn và sang trọng. Sở hữu ngay máy làm mát đến từ thương hiệu Iduka được bảo hành 12 tháng, làm lạnh nhanh hơn với hai hộp đá gel đi kèm, giá chính hãng 2.490.000 đồng, giảm ngay 1.000.000 đồng khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị sẽ sở hữu với mức giá 1.490.000 đồng, cơ hội không thể bỏ qua.
Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang tiếp tục đồng hành với kênh mua sắm VTV Hyundai Home Shopping. Như vậy là một nửa thời lượng chương trình đã trôi qua rất nhanh. Chúng ta có thể cân nhắc và chọn lựa nhiều giải pháp khác nhau để có thể làm mát không khí bên trong chính không gian sống gia đình của mình. Có thể là quạt gió, có thể là máy lạnh hoặc là máy làm mát không khí. Tuy nhiên là ở với mỗi một cách chọn lựa thì chúng ta cũng có thể tương ứng với từng trường hợp và từng đối tượng sử dụng. Ví dụ như đối với người lớn tuổi, ông bà bố mẹ hay là trẻ em nhỏ, đôi khi chúng ta đang gặp vấn đề về hô hấp thì chúng ta cũng hạn chế nằm máy điều hòa quá lâu, cũng như là ở nhiều không gian mình cần phải di chuyển dễ dàng hơn và chọn lựa ngay một chiếc máy làm mát không khí thì sẽ tiện lợi, là với cái hệ thống bánh xe thì mình cũng có thể là dễ dàng di chuyển và tiết kiệm được ngay cả cái chi phí lắp đặt và có ngay cái chế độ làm mát và ngay cả chế độ làm lạnh. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý và các bạn đến từ thương hiệu Iruka, là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping. Và một chiếc máy làm mát không khí như thế này thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng sử dụng quý vị và các bạn nha. Chúng ta sẽ có ngay một cái nút vặn để mình chọn lựa nhiều cái cấp độ gió khác nhau như thế này đây, để giúp cho cô các bạn là mình chọn lựa cấp độ gió mạnh, nhẹ hay là trung bình. Chúng ta sẽ có một cái nút vặn như thế này rất là đơn giản, mình có thể là chọn lựa tắt mở. Và kế bên chúng ta sẽ có hai nút, đó chính là làm lạnh và cái nút xoay chuyển như thế này, để mình có thể là chọn lựa tùy theo cái nhiệt độ ở không khí môi trường ở bên ngoài đang nóng bức thì chúng ta muốn chọn chế độ làm lạnh hoặc là làm mát thì chúng ta cũng có thể chọn lựa với hai viên đá treo đi kèm nữa. Và cái cánh quạt thì quý vị và các bạn có thể quan sát là chúng ta sẽ có hai cánh quạt, đó chính là cánh quạt nằm song song chiều hướng dọc, và ở bên trong thì chúng ta sẽ có cánh quạt chiều hướng ngang như thế này để mình có thể là tăng cường cái góc rộng hơn ở bên trong chính không gian gia đình của mình chẳng hạn. Và ở bên dưới thì sẽ có một cái vạch để mình quan sát cái hộc nước là dung tích 6 lít và mình có thể là châm nước liên tục trong khoảng một thời gian lâu dài mình sử dụng thì mình có thể là quan sát được cái mực nước ngay tại đây quý vị nha. Và chắc chắn là có hệ thống bánh xe để giúp cho các bạn là dễ dàng di chuyển hơn cùng với chiếc máy làm mát không khí của thương hiệu Iruka. Còn bây giờ hãy đến với Phương Thảo để chúng ta cùng quan sát kỹ hơn về cơ chế hoạt động của chiếc máy này quý vị nhé. Vâng ạ, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa có được cái sự quan sát về cách mà chúng ta có thể sử dụng chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka, nhìn được vẻ bên ngoài của nó như thế nào, và đặc biệt hơn là chúng ta cũng có thể thấy là rất là dễ dàng sử dụng. Còn bây giờ thì hãy cùng với Phương Thảo chúng ta tìm hiểu về cách thức hoạt động của chiếc máy làm mát không khí từ thương hiệu Iruka. Chiếc máy này đặc biệt là làm mát không khí và làm sạch không khí qua hai lớp lọc. Quý vị có thể thấy đầu tiên là chúng ta sẽ có thể hình dung là một cái luồng không khí mà chúng ta sử dụng hàng ngày ở trong gia đình của mình, thì đó là một luồng không khí vừa nóng nè, vừa kèm theo khói bụi, rồi bụi bẩn, rồi vi khuẩn, có thể là có mùi thức ăn, rồi mùi thuốc lá, rồi nấm mốc nữa, thì sẽ trôi qua một cái màng lọc đầu tiên là màng lọc bụi, và đi qua cái lớp màng lọc bụi này thì chúng ta sẽ còn lại đó là không khí nóng. Thì không khí nóng này sẽ tiếp tục đi qua một cái lớp màng lọc thứ hai, là lớp màng lọc này được làm bằng gỗ sồi, cho nên là chúng ta sẽ có thể là lọc được cái không khí mát, và nhờ vậy mà luồng không khí tiếp tục đi qua chiếc máy của chúng ta, và khi mà tỏa ra bên ngoài cùng với quá trình sử dụng của các thành viên ở trong gia đình của mình thì sẽ mang đến một cái luồng không khí mát lạnh và trong lành, vô cùng là an toàn cho sức khỏe của chúng ta, và mang lại một cái cảm giác vô cùng là thoải mái và dễ chịu. Tất nhiên là khi mà chúng ta đi ra ngoài đường mà chúng ta bị không khí nóng thì về nhà luôn luôn mình mong muốn là mình sẽ có được một cái luồng không khí mát lạnh và trong lành, đúng không ạ? Và từ đó thì các bạn có thể dễ dàng cảm nhận, nếu như mà chúng ta sở hữu được chiếc máy làm mát không khí của thương hiệu Iruka thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ưu điểm. Ở đây chúng tôi cũng có thể là mang đến cho cô các bạn một số ưu điểm gợi ý như thế này. Đối với máy làm mát không khí của thương hiệu Iruka thì chi phí đầu tư sẽ thấp, tiết kiệm điện năng hơn và cũng như là không khí sẽ sạch hơn vì đi qua rất là nhiều màng lọc khác nhau. Và máy làm mát không khí của thương hiệu Iruka thì có không gian đóng mở dễ dàng để mình có thể là di chuyển với cái hệ thống bánh xe. Còn lại thì chúng ta sẽ có cách là làm lạnh tự nhiên bằng hơi nước, rất là an toàn và làm lạnh nhanh với những cái hai viên đá treo đi kèm nữa quý vị và các bạn nha. Và làm lạnh nhanh như thế nào thì hãy đến với Phương Thảo quan sát cái mặt sau của chiếc máy này. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là nếu mà chỉ nói thôi, chúng ta không quan sát kỹ từng cái chi tiết ở trên máy thì chúng ta cũng khó mà có thể hình dung được. Ngay lúc này đây thì quý vị sẽ cùng với Phương Thảo và Minh Trí quan sát cái mặt sau của chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái lớp màng lọc, mà lớp màng lọc này sẽ là lọc bụi, bụi bẩn khi mà đi qua đây thì sẽ bị chặn lại và chúng ta sẽ có thể làm sạch lớp đầu tiên, đó là lớp bụi bẩn. Tiếp theo thì quý vị có thể thấy ở đây là một màng lọc khác, là màng lọc nước. Khi mà lượng nước của chúng ta trữ ở trong cái chiếc bình của mình, chúng ta bật chế độ làm mát nước lên thì nó sẽ đi qua cái lớp lọc này. Quý vị có thể thấy là những cái giọt nước nó đang đọng ở trên cái lớp gỗ sồi của chúng ta, và từ đó khi mà đi xuyên qua chiếc máy của mình tỏa ra những cái hơi mát thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác rất là mát lạnh và trong lành. Đặc biệt hơn thì quý vị có thể quan sát cùng với chiếc tôi một cái hộc chứa nước như thế này. Hộc chứa nước này dung tích lên đến là 6 lít nên là quý vị có thể yên tâm chúng ta sử dụng, không cần phải quá nhiều lần châm nước, chúng ta chỉ múc một lần sử dụng thôi thì cái lượng nước này nó sẽ được duy trì, và chúng ta có thể quan sát ở mặt trước như lúc nãy là Minh Trí đã giới thiệu với quý vị.
Đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ có sản phẩm đi kèm dành cho quý vị, đó là hai viên đá gel. Những viên đá gel này thì sẽ có tác dụng là chúng ta sẽ làm mát nhanh hơn cái luồng không khí tỏa ra. Quý vị trước khi sử dụng thì mình sẽ cho vào trong tủ lạnh, và khi mà chúng ta cần sử dụng, chúng ta chỉ cần lấy từ trong tủ lạnh ra, chúng ta thả vào đây một cách rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Từ đó thì cái lượng nước này nó sẽ được mát, và bên cạnh đó thì nó sẽ tỏa ra một cái luồng không khí mát cho chúng ta, làm giảm ngay những cái nhiệt độ nắng nóng hàng ngày mà chúng ta phải chịu, những cái áp lực ở trong không khí của mình vào những cái thời tiết rất là khó chịu và oi bức như thế này ạ. Như vậy là sau một ngày làm việc mệt nhọc, khi mà mình đi ngoài đường thì khói bụi, không khí ô nhiễm, nóng bức, và quay trở về nhà rất là mong muốn có một không gian mát lạnh, thoải mái và rất là an toàn cho sức khỏe của nhiều thành viên, thì hãy chọn lựa ngay với máy làm mát của thương hiệu Iruka mà chúng tôi đang mang lại trong chương trình này quý vị và các bạn nha. Và với điện năng tiêu thụ thì sao? Nếu như chúng ta so sánh trong một giờ sử dụng với máy lạnh một ngựa là 750W và với máy làm mát của thương hiệu Iruka chỉ là 95W mà thôi. Như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm hơn 7 lần trong một giờ sử dụng. Như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Và trong chương trình này không những là tiết kiệm điện năng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí lắp đặt mà mình còn tiết kiệm luôn cả chi phí mua sắm nữa Phương Thảo ha. Đúng rồi ạ, chi phí mua sắm của chúng ta rất là tiết kiệm trong chương trình ngày hôm nay. Mức giá chính hãng 2.490.000 đồng sẽ giảm ngay cho quý vị là 1.000.000 đồng quý vị nhé. Sau khi giảm 1.000.000 đồng thì chúng ta sẽ còn có thể sở hữu với mức giá chỉ là 1.490.000 đồng mà thôi. Cách thức đặt hàng thì vô cùng đơn giản và dễ dàng. Quý vị chỉ cần lưu ý là chúng ta sẽ gọi điện ngay về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình TV nhà quý vị, hoặc là chúng ta có thể truy cập vào website là vtvhyundai.vn. Còn nếu không, nếu quý vị đang sử dụng máy tính bảng hay những chiếc điện thoại thông minh của mình thì có thể tải ngay ứng dụng VTV Hyundai về trên chiếc điện thoại và máy tính bảng của mình. Chỉ cần chạm nhẹ, lựa chọn sản phẩm và chúng tôi sẽ giao hàng về tận nơi cho quý vị ạ. Chúc cho quý vị và các bạn có một đơn đặt hàng thành công chỉ áp dụng trong chương trình phát sóng này, để mà quý vị và các bạn tiết kiệm đi 1.000.000 đồng, chỉ còn 1.490.000 đồng mà thôi. Tiết kiệm rất là nhiều, quý vị và các bạn có ngay một chiếc máy làm mát của thương hiệu Iruka, được bảo hành trong vòng 12 tháng và cho dù là bất kỳ tỉnh thành nào, 63 tỉnh thành khác nhau. Nếu mà mua hàng trên VTB Now Shopping thì chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị và các bạn và giao hàng tận nhà cho tất cả quý vị, miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Và thời gian phát sóng chương trình không còn nhiều, quý vị và các bạn hãy nhanh chóng nắm bắt một cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn đã có ngay máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka. Mức giá chính hãng 2.490.000 đồng và trong chương trình này tiết kiệm 1.000.000 đồng, chỉ còn 1.490.000 đồng mà thôi. Hãy nhanh tay gọi vào số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtvhyundai.vn, tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm máy làm mát không khí của thương hiệu Iruka đi kèm có hai viên đá gel và chọn chế độ làm lạnh nhanh, ba cấp độ gió mạnh, nhẹ và trung bình. Ngoài ra còn có cấp độ xoay hoặc là đứng yên nữa quý vị và các bạn nha, đem lại một không gian sống thoải mái và mát mẻ dễ chịu cho phòng khách, không gian bếp và cả phòng ngủ ở bên trong chính không gian sống gia đình của mình. Nhanh tay gọi vào số tổng đài hoặc truy cập vào website bán hàng trực tuyến. Một cách khác thì quý vị và các bạn cũng có thể mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động và máy tính bảng. Bất kỳ cách thức đặt hàng nào đều được tiết kiệm 1.000.000 đồng được áp dụng trong chương trình này, bảo hành 12 tháng và giao hàng miễn phí chỉ thường chuyển trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Lọc sạch không khí qua hai lớp lọc, lớp bụi bẩn sẽ qua lớp màn lọc bụi trở nên không khí nóng, và qua lớp màn lọc nước sẽ trở thành không khí mát lạnh và trong lành. Máy làm mát của thương hiệu Iruka công suất 95W tiết kiệm điện năng, ba chế độ gió mạnh, trung bình và chế độ gió nhẹ, lọc bụi, khử mùi trong không khí, mang lại cảm giác mát lạnh, thoải mái và trong lành. Chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka, ngăn chứa nước lên đến là 6 lít, 4 bánh xe di chuyển dễ dàng, kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng. Hãy nhanh tay sở hữu máy làm mát của thương hiệu Iruka, bảo hành 12 tháng, làm lạnh nhanh hơn với hai hộp đá treo đi kèm. Giá chính hãng là 2.490.000 đồng, đặt hàng trong chương trình này giảm ngay 1.000.000 đồng và chỉ còn 1.490.000 đồng mà thôi. Cơ hội không thể bỏ qua. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm tiết kiệm và tiện lợi đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng an tâm thanh khoản chỉ sau khi đã kiểm tra và nhận đủ hàng hóa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được đổi trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng.
Quý khách lưu ý giữ lại hóa đơn đầy đủ để được hưởng chính sách bảo hành sản phẩm. Hãy nhanh tay gọi ngay đến 1900 7137 để được tư vấn và đặt hàng 24/7. Thời gian mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa, quý vị hãy nhanh chóng cùng với chúng tôi sở hữu ngay một chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Uyuka. Chiếc máy của chúng ta với chế độ làm sạch và làm mát không khí với hai lớp màng lọc, một lớp màng lọc bụi và một lớp màng lọc nước, để chúng ta vừa có thể làm sạch những cái bụi bẩn, những cái vi khuẩn ở trong không khí hàng ngày, mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể mang lại một cái cảm giác mát lạnh và trong lành. Với khoang chứa nước là lên đến 6 lít, quý vị có thể yên tâm sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đi kèm với quý vị là hai viên đá gel để chúng ta dễ dàng không chỉ là làm mát cái luồng không khí mỗi ngày, mà bên cạnh đó thì còn có thể mang đến một cái chế độ làm lạnh, giảm đi những cái nhiệt độ nắng nóng hàng ngày mà chúng ta đang phải chịu đựng ạ. Và bên cạnh đó thì thao tác sử dụng rất là đơn giản với máy làm mát của thương hiệu Iruka. Có một cái nút vặn về rất là cấp độ gió khác nhau từ mạnh nhẹ đến trung bình. Thêm đó là chúng ta sẽ có thêm chế độ làm mát và làm lạnh nhanh với hai viên đá treo đi kèm và chế độ xoay, để giúp cho quý vị và các bạn là chúng ta có được một chiếc máy có khả năng là những cánh quạt đã đưa ra một cái góc rộng hơn, làm giảm đi nhiệt độ bên trong không gian sống gia đình của mình với những cái thời tiết nắng nóng oi bức và khó chịu. Với sản phẩm của thương hiệu Iruka là một trong những thương hiệu đã trở nên rất là quen thuộc với kênh mua sắm TV Hình Nam Shopping, và hôm nay đặt hàng thành công thì chúng tôi đang áp dụng cho quý vị và các bạn một mức tiết kiệm vô cùng hấp dẫn. Vâng ạ, thưa quý vị, ngày hôm nay mức giá chính hãng của chúng ta 2.490.000 đồng, thì quý vị hãy quên ngay đi ạ. Chúng ta sẽ sở hữu ngay với một mức giá vô cùng là ưu đãi, giảm ngay 1.000.000 đồng dành cho tất cả quý vị khách hàng đang mua sắm cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Chỉ trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được giảm ngay là 1.000.000 đồng, và chúng ta sẽ có ngay một chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka, bảo hành đến 12 tháng chỉ với mức giá là 1.490.000 đồng mà thôi ạ. Quý vị và các bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội và mua sắm qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, hoặc là truy cập vào website bán hàng trực tuyến vtbhyundai.vn. Một cách khác thì quý vị và các bạn cũng có thể mua sắm qua phần mềm của thiết bị điện thoại di động hoặc là máy tính bảng để có thể tham khảo kỹ hơn về thông tin của dòng sản phẩm máy làm mát của thương hiệu Iruka, được bảo hành trong vòng 12 tháng, tiết kiệm 1.000.000 đồng, chỉ còn 1.490.000 đồng, và giao hàng miễn phí trên toàn quốc quý vị nhé. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái giải pháp cho gia đình của mình không còn phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu, nóng bức và khó thở nữa khi mà chúng ta có những cái nhiệt độ rất là khó chịu lên trên cơ thể của mình. Hãy sở hữu ngay cùng với chúng tôi chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Iruka, một sản phẩm dễ dàng sử dụng, cách thức vận hành thông minh và khoa học sẽ mang đến cho tất cả chúng ta một cách thức vô cùng là dễ dàng để chúng ta có được một cái luồng không khí mát trong gia đình của mình. Hãy nhanh tay đặt hàng với chúng tôi qua ba cách thức quen thuộc. Quý vị có thể gọi về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhà TV của mình. Bên cạnh đó cũng có thể truy cập vào website là vtvhyundai.vn để tham khảo thông tin sản phẩm, hoặc là chúng ta cũng có thể tải ứng dụng VTV Hyundai về trên điện thoại và máy tính bảng của mình, mua sắm dễ dàng, và chúng tôi sẽ giao hàng về tận nơi trên 63 tỉnh thành trên cả nước ạ. Còn bây giờ thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình mua sắm tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.